Công việc thường ngày của hai bác sĩ Nguyễn Anh Minh và Hoàng Quốc Việt, trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Người bệnh tại huyện Hạ Hòa bị phồng mạch não, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn từ xa đã được tiến hành. Phình này rất là đặc biệt. Và cái túi phình thì cổ nhỏ, tuy nhiên là kích thước lớn. Và có cái núm ở vị trí đỉnh túi phình, đây là vị trí xung yếu, và nguy cơ vỡ thể phát rất cao. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta cần phải sớm thực hiện can thiệp nút coi cho túi phình này lại thì mới tránh được nguy cơ bệnh nhân có thể là gì suy giảm tức là một, thậm chí là gì ảnh hưởng tính mạng. Bố tôi là bị bệnh nặng vào đây cấp cứu, và cũng rất cảm ơn các bác sĩ và các nhân viên ở đây đã tận tình cứu chữa. Hiện giờ bố tôi sức khỏe giờ cũng khá lên rất nhiều. Đã nhiều năm nay, Sở Y tế Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tăng cường việc hội chẩn từ xa trên nền tảng phần mềm chuyên dụng. Với ưu điểm nhanh, xóa bỏ mọi khoảng cách về không gian, bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện có thể hội chẩn liên viện với nhau và với các chuyên gia bệnh viện tuyến trung ương. Chính vì vậy, việc chẩn đoán và điều trị các ca bệnh khó được kịp thời mà không cần phải chuyển lên tuyến trên. Trực tuyến này thì rất là nhanh tiến và không mất thời gian. Các bạn chỉ cần đưa thông tin lên là sẽ có các bác sĩ chúng tôi đều nhận được cả. Và từ khi mà đã nhận được thông tin thì chúng tôi sẽ xem xét bệnh nhân, hỏi thêm những cái vấn đề để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác nhất và đưa ra được cái phương án điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Với bệnh viện tuyến dưới, đây là cơ hội để nâng cao năng lực chuyên môn, tránh lãng phí trang thiết bị và nhân lực. Qua hội chẩn, trao đổi trên mạng với các chuyên gia từ tuyến trên, đội ngũ bác sĩ cơ sở cũng sẽ được học hỏi kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.